Vâng, xin chào các anh chị. Chào mừng các anh chị đến với kênh Vlog, kênh chia sẻ các kiến thức về kinh doanh và marketing của tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, một chuyên gia đào tạo, một giảng viên đại học và một trong những người mà cũng chia sẻ rất nhiều các kiến thức về bán hàng, về quảng cáo, về marketing. Thế thì cũng một lần tôi làm một cái bài là phân biệt đa cấp chân chính và đa cấp lừa đảo. Cũng lâu rồi, phải 3-4 năm trước rồi thì cái video đấy cũng có khá nhiều người xem. Các bạn có thể xem lại trên kênh PA Marketing sẽ thấy có đâu đó khoảng hơn 100.000 lượt xem. Thế thì đến bây giờ thì tôi mới nói lại một cái video khác về đa cấp sau hơn 3 năm. Vâng, thế thì cái video này thì tôi sẽ nói về cái việc là một số những cái dấu hiệu nhận biết mà một công ty hay một đơn vị hay một tổ chức, đội nhóm bán hàng đa cấp lừa đảo hoặc không được cấp phép là như thế nào. Trước hết thì ta lại phải nhấn mạnh lại là bán hàng đa cấp là một hoạt động hợp pháp và được chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta là cho phép kinh doanh theo luật doanh nghiệp cũng như là luật thương mại nhá. Thế thì có những bạn hỏi là tại sao nó phiền phức thì nó không dẹp nó đi? Bởi vì là gì ạ? Cái việc mà người ta làm gian dối, làm lừa đảo đấy là do con người, do người này lừa người kia chứ không phải do mô hình. Mô hình của đa cấp nó gọi là MLM. MLM là mô hình tốt, học hỏi từ Mỹ, học hỏi từ châu Âu. Nó là một phương thức bán hàng và phương thức kinh doanh hợp pháp, nó là một tri thức của nhân loại. Cho nên chúng ta không thể cấm nó được, đúng không ạ? Và cũng giống như nói vui vui, giống như con dao ấy. Bây giờ con dao người ta mua là để thái thịt, để gọt hoa quả, giúp ích cho rất nhiều cuộc sống. Thế nhưng mà chỉ vì một vài người mà cầm dao giết người chẳng hạn thì bây giờ chẳng nhẽ người ta không bán dao nữa à? Hay là đi ra ngoài đường thế thôi, tai nạn giao thông đúng không? Chẳng nhẽ vì vài vụ tai nạn giao thông người ta cấm không được bán, không được sản xuất xe ô tô, xe máy nữa à? Đó. Thế thì ở đây thì các bạn cần phải có những cái dấu hiệu các bạn nhận biết các cái hình thức bán hàng đa cấp lừa đảo. Được chưa ạ? Đầu tiên thì chúng ta thấy có một cái dấu hiệu đấy là cái người bán hàng thường xuyên đưa ra những cái yêu cầu, người bán hàng thường xuyên đưa ra những cái yêu cầu về người tham gia phải có đặt cọc, phải xuống tiền thì phải mua một cái hàng hóa nào đó hoặc một cái dịch vụ nào đó. Đấy, một cái dịch vụ nhá, ví dụ như tiền ảo người ta cũng sử dụng rất là nhiều, hoặc là những cái đồng tiền kỹ thuật số hoặc những cái dự án đầu tư trên trời đất hỡi. Nó biến thể mà, nó chứ không phải là chỉ riêng là quần áo như là đồ điện tử hay là những cái vòng hay là những cái đồ trang sức, mà bây giờ nó có gồm những cái dịch vụ nghỉ dưỡng hay là dịch vụ đầu tư tiền ảo vân vân. Cái thứ hai nữa là không cam kết mua lại hàng hóa trong thời gian luật định, tức là chúng ta nhớ rằng là đã có nghị định điều chỉnh về cái hành vi, cái hoạt động kinh doanh đa cấp nhá, không cam kết mua lại với giá tối thiểu là 90% mức giá bán. Và hay là đúng hơn là họ đưa ra rất nhiều lời hứa nhưng mà họ không thực hiện. Và những lời hứa đấy thường là lời hứa bằng mồm, không được có văn bản hóa và có biên bản có đóng dấu đỏ. Nếu mà lời hứa đấy mà được ký bằng văn bản có đóng dấu thì tôi chơi ngay, kể cả đa cấp lừa tôi chơi ngay, bởi vì lúc đấy tôi kiện ra tòa pháp luật sẽ bảo vệ tôi, đúng không ạ? Nhưng mà toàn là hứa hứa bằng mồm, hứa vơ hứa vượn, xong đó là không thực hiện, đến lúc mà cầm tiền rồi bảo là đấy là do đầu tư, đấy là do mua bán, tôi có ép buộc đâu. Thế rồi thì người trước giới thiệu người sau, dụ dỗ động viên năn nỉ, đe dọa gây sức ép, rồi thì không từ bất kỳ cái thủ đoạn nào để mà lôi kéo được người tham gia. Bởi vì trong cái phần mà lôi kéo người tham gia đấy nó sẽ có hoa hồng đấy, tức là chúng ta gọi là được hưởng doanh số, hưởng hoa hồng, hưởng lợi ích từ những cái hoạt động có người tham gia mới. Bởi vì người tham gia mới là phải mua hàng mà, phải mua hàng đấy, hoặc là phải đóng tiền một cái phí nào đấy thì mình sẽ được. Và trong cái lĩnh vực đa cấp bây giờ thì nó có hai cái hệ trả thưởng là hệ mặt trời hoặc là hệ nhị phân, đúng không?
Đấy, thế thì có những cái hệ mà người ta trả thưởng lên đến 7 cấp, thậm chí 10 cấp, đúng không ạ? Cứ ăn từ trên xuống dưới, ăn từ dưới, ăn thế này, các cấp. Đấy, họ chia như thế này, họ gọi là các cấp. Đấy, có thể lên đến 7 tầng, 7 cấp hoặc thậm chí 10 cấp. Và cái chi phí hoa hồng đấy nó rất là cao trên cái giá trị của hàng hóa. Ví dụ như một cái sản phẩm họ bán cho mình là 1 triệu, giá nhập của sản phẩm đấy có thể là 100.000 đấy, tôi nói ví dụ. Thì cái hệ thống hoa hồng đấy nó chia cho 5 người, 7 người đấy thì có khi hết đến 70-80%. Rồi thì cung cấp những cái thông tin sai lệch về lợi ích tham gia mạng lưới, đúng không ạ? Không được phải như vậy, nhưng mà người ta vẫn nói vống lên. Thậm chí là không cần làm gì thì vẫn có tiền, cứ ngồi yên tiền nó sẽ tới. À, thì thực ra cái chuyện mà ngồi yên tiền cũng sẽ tới thì nó cũng có thật. À, ví dụ như là bạn mua Bitcoin lúc khoảng độ 500 đô la cách đây 4 năm là bạn mua, thì bây giờ Bitcoin ngày hôm nay giá nó khoảng 22.000, hơn 22.000 đô la. Hồi tháng 4 năm 2012 giá Bitcoin nó khoảng 3.000 đô la, bây giờ 22.000, đúng không ạ? Tăng rất kinh khủng từ tháng 4 2012 đến bây giờ. Tiền Việt bây giờ nó khoảng độ một Bitcoin là 540 triệu tại cái thời điểm tôi làm cái video này. Nhớ nhé, tại thời điểm tôi làm cái video này. Có thể một năm nữa bạn mới xem video này, bạn lại bảo là đâu Bitcoin bây giờ giảm thê thảm, thầy nói kiểu gì đấy. À, thời điểm này là thời điểm tháng 1 năm 2021, giá của Bitcoin đang rất cao. Đó, thì không làm gì cũng được hưởng mà. À, nhưng đấy không phải là đa cấp, đấy là nhờ là sự lên giá của một loại tài sản kỹ thuật số mà đến bây giờ nhân loại và những người đầu tư vẫn không hiểu được tại sao nó lại như thế, nó điên rồ, vượt xa sự tưởng tượng. Thế nhưng mà nó lại có tính thanh khoản rất mạnh. Bây giờ nếu bạn có một Bitcoin bạn xả ra một phát là sẵn sàng có người bỏ ra 500 triệu tiền Việt hoặc là khoảng 20.000 đô mua rẻ đi một chút, quất ngay một Bitcoin. Đó. Thế còn đa cấp lại khác, đa cấp là bán sản phẩm, bán dịch vụ hàng hóa gì đó và kiếm lời, và trong cái lời đấy là nó chia thưởng nhiều tầng nhiều bậc cho những người tham dự theo hệ nhị phân và phân tầng rất sâu, và lợi nhuận chảy vào túi những người cầm đầu rất nhiều, được chưa ạ? Cái giá trị sản phẩm nó không tốt đó, lợi nhuận không phát sinh từ việc bán hàng mà chủ yếu từ việc tuyển dụng người tham gia và cả bán hàng, đặc biệt là cái giá của hàng hóa nó rất cao, bởi vì với mỗi một người tham gia thì thường người ta sẽ phải mua sản phẩm để được tham gia, và sau đó người ta phải mua sản phẩm để được giữ mãi. Đấy, thì cái giá của sản phẩm đấy cũng rất là cao, và cái lợi nhuận của hệ thống và cái thu nhập của những người trong hệ thống đến từ việc là tuyển người và bán sản phẩm với lợi nhuận rất cao, siêu cao, và giá trị của hàng hóa dịch vụ thì là thuộc ở mức bình thường hoặc là thậm chí là mức thấp. Khuyến khích dạy dỗ tuyển người khác bằng cách hứa trả tiền, tiền vào đây anh cho mày cứ một khách tuyển vào đây cho mày từng này tiền, đúng không ạ? Chốt khách. Đấy, không quan tâm đến giá trị chất lượng hàng hóa, đúng không ạ? Hàng hóa chỉ là tượng trưng. Đấy, không có giá trị sử dụng hoặc có giá sử dụng ít, khó tìm thấy sản phẩm để so sánh. À, cái này nó phải chọn những cái sản phẩm khó so sánh nhé, bởi vì là cái sản phẩm mà khó so sánh như thế thì nó không định giá được. Thường là nó sẽ, ví dụ thôi, thường là nó sẽ làm OEM, tiếng Anh gọi là OEM, OEM tức là sản xuất gia công ở Trung Quốc chẳng hạn. Đấy, sau đó là đặt một cái thương hiệu riêng, ví dụ như là một cái thương hiệu tên là Shikota hay là Bukota hay là Tabuku cái gì đấy của Nhật nghe một tí, hay là một cái tên của Pháp như là François hay là Fran gì đó, đúng không? Hay là một cái tên kiểu Mỹ như là gọi là iPhone, iWatch hay là Ford cái gì gì đấy, mình đặt một cái tên kiểu Anh hay kiểu Nhật hay kiểu Mỹ, nói chung là không có hàng hóa để mà so sánh. Đấy, thế sau đó thì người ta sẽ bán với cái giá rất là cao. Ví dụ một cái nồi lẩu thôi. Và bình thường nếu mà bạn ra ngoài mua có thể là vài trăm nghìn hoặc 1 triệu thì cái nồi lẩu đấy họ bán trong hệ thống đấy có thể lên tới 5 triệu. À, rất là bền, rất là tốt, có chức năng chữa bệnh thần kỳ, rồi thì sinh ra những cái này khác mà lợi nhuận rất là cao.
đúng không? Và buộc và hối thúc những người tham gia mua hàng mặc dù biết là hàng hóa có khả năng không bán được và hàng thực ra không đi được ra ngoài mà hàng là đi trong hệ thống. Hàng đi trong hệ thống tức là gì? Cứ người này mua xong lại đùn đến người dưới, người này mua đùn đến người dưới, người này mua đùn đến người dưới. Cứ người vào sau cùng, người vào chậm thì cái nguy cơ và cái rủi ro sẽ rất là cao, mất tiền, mất mối quan hệ nha. Đấy, thì đấy là một số những cái gợi ý để các bạn nhận diện một cái dự án, một cái mô hình, một cái đội nhóm là kinh doanh đa cấp, không chân chính, không hợp pháp. Đó, thì thông thường đó là họ thường vẽ ra những dự án và mình cảm thấy không khả thi. Đấy, nhưng mà vì là cái lợi nhuận họ trả cho mình rất cao, hoa hồng cho hệ thống thì rất nhiều tầng và tầng nào cũng được hoa hồng cao nữa. Đấy. Tiếp tục đấy là chúng ta cũng sẽ có những cái sự lựa chọn về hàng hóa, thường là hàng hóa không có cái sự so sánh và mua giá rất là cao để có lợi nhuận. Rồi thì chúng ta sẽ được cam kết bằng mồm rất nhiều nhưng mà hỏi đưa văn bản là không thằng nào nhả cả, hỏi giấy tờ là không thằng nào nhả cả. Đấy, toàn hứa hươu với vượn thôi. Thế thì tôi thì không chỉ trích thương hiệu nào, tôi cũng không nói đích danh là cái nhãn hàng nào, cái đơn vị, cái tổ chức nào. Tôi chỉ đưa ra một số những cái dấu hiệu căn bản để bạn nhận ra rằng đâu là cái hình thức bán hàng đa cấp lừa đảo không chân chính, để các bạn có cái sự đối sánh và các bạn quyết định là có tham gia vào hay không, có mua hàng hay không, và hoặc là khuyên những lời khuyên của gia đình, những người thân trong gia đình đừng có dính vào, nó mất công, mất việc, mất tiền, mất thời gian ra. Thế còn nếu mà đa cấp chân chính, ví dụ như là một số hãng mỹ phẩm có thương hiệu nổi tiếng hoặc là một số hãng bán thực phẩm chức năng rất là tốt của Mỹ thì nó vẫn bán bình thường, không ai kêu ca gì nó cả. Vấn đề là hệ thống nó làm tốt, làm bài bản, làm chuyên nghiệp thế thôi. Thì rồi thì coin, rồi thì forex, rồi thì BO, đấy là những cái hình thức mà cũng rất nhiều sử dụng cái phương pháp là bán hàng đa cấp, thì các bạn cũng hết sức lưu ý nha. Thì xin chúc cho các bạn là có những cái lựa chọn sáng suốt và không gặp phải những cái vấn đề như vậy để không phải mất tiền nhá. Còn khi mà chúng ta vào, trước khi tham gia vào cái dự án thì chúng ta đối chiếu xem là nó có những cái dấu hiệu như vậy không, xem là công ty đấy là có được nhà nước cấp phép hay không, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ ở đâu, trả hoa hồng bao nhiêu tầng, rồi thì hoa hồng hệ nhị phân hay hệ mặt trời, và mình thấy cái dấu hiệu là hàng hóa là loanh quanh trong hệ thống hay là hàng hóa đi được ra ngoài, hàng hóa có tốt hay không, hệ thống là những người như thế nào, có phốt về lừa đảo từ xưa hay không. Bởi vì cái đa cấp này rất, nó cứ hết cái công ty này nó dập xong nó lại đẻ công ty khác, nó lại ra nhãn khác, kiểu ve sầu thoát xác. Thì mình cũng phải theo dõi xem xét kỹ, nếu mình thấy nó uy tín chất lượng thì mình tham gia, nếu mình không thấy thì mình cứ từ từ và có thể từ chối. Thì mục đích của bài giảng, mục đích của video tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào.